Anh em yêu quý Mạnh hãy dành 15 giây ghé qua kênh Cơ giới tháo dỡ Lê Dũng để đăng ký kênh ủng hộ cho anh mình nhé. Đây là kênh chia sẻ trong lĩnh vực thi công cơ giới, chia sẻ kinh nghiệm phá dỡ và bí quyết thành công trong lĩnh vực phá dỡ công trình, thu mua thanh lý các công trình cũ với phương châm trao uy tín, nhận niềm tin. Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay xưởng ông anh mình đón tiếp một cái ca bệnh, một con máy Zanma Vio 35 được chuyển từ Văn Trì về. Đấy, con này ban đầu chuyển về đây thì nó gặp những cái bệnh sau. Đầu tiên là con này thì động cơ nhiều hơi thừa, động cơ nóng máy, nóng nước, nóng dầu thủy lực, rồi chảy dầu mỡ rất là nhiều. Và đây các bạn có thể để ý không? Đấy, con này thì không biết là bác chủ máy đã sử dụng bao lâu chưa, mà các bạn nhìn thấy này, từ phần chân cần này, phần sàn này, đất đá rất là nhiều và bẩn đấy. Chưa kể vào đó là đằng sau máy này, đấy, kép thủy lực này rất là bẩn và đất đai rất là nhiều. Đây, quá kinh khủng luôn. Phải nói là từ đợt làm máy giờ thì mình chưa nhìn thấy con nào như con này. Nói quá khủng khiếp, thấy chưa? Đấy. Đấy, quá khủng khiếp. Đây, khúc này thì bác thợ đang tiến hành xịt những cái chất tẩy rửa vào để cho nó nhả bớt những cái phần mỡ meo rồi bùn lầy nó rơi ra khỏi này. Mời các bạn cùng theo dõi cái quá trình hồi sinh em Zanma Vio 35 này nhé, để xem rằng là trước và sau khi hồi sinh nó khác biệt như thế nào. Sau khi đã phun một lớp hóa chất ở bên ngoài thì khâu này bác thợ chúng ta đang tiến hành là rửa bằng nước để cho nó sạch sẽ hơn. Đấy. Theo anh em thì đối với một con máy như thế này thì anh em rửa bao nhiêu tiền là hợp lý? Đấy, con này mà mang ra tiệm rửa máy ấy thì đảm bảo các bác là không ai nhận rửa luôn. Quá kinh khủng luôn. Con máy này nó giống như kiểu bị chìm ấy. Nên là nó rất là bẩn. Cái phần bùn nó trộn lẫn mỡ này, rồi dầu chảy ra này. Đấy, linh láng ở đây này. Quá khủng khiếp luôn. Đấy. Hồi nãy thì nó bẩn bao nhiêu thì bây giờ nó đang dần dần lộ diện cái phần sạch sẽ ra bấy nhiêu. Sau khi xịt xong thì các bác mới tiến hành là nhấc động cơ ra này và bắt đầu xử lý những cái phần như là dầu chảy này, nóng máy nóng nước đấy. Những cái vấn đề đấy thì sẽ được xử lý khi mà rửa máy xong, để xem rằng là trước và sau khi hồi sinh thì em nó như thế nào nhá. Mất khoảng 15 phút đồng hồ để bác thợ của chúng ta có thể rửa sạch sẽ em này đấy. Và các bạn có thể nhìn thấy trước và sau khi rửa nó khác nhau hoàn toàn, đúng không? Đấy, hồi nãy nó bẩn bao nhiêu thì bây giờ nó sạch sẽ và đẹp bấy nhiêu. Đây, chồng này. Đấy, sạch sẽ. Bơm này. Đấy, láng o luôn. Ngăn kéo này. Ngăn kéo cũng vậy. Không khác gì máy bãi thế nào luôn. Đấy, quá đẹp. Đấy, phần này thì các anh ấy đã tiến hành kê kích cao lên để tiếp tục xử lý những cái phần việc tiếp theo như là nhấc động cơ ra này, xử lý chảy dầu chảy mỡ này. Sau khi bác thợ đã tháo được toàn bộ cái ốp bảo vệ xung quanh ra, cái khâu này thì sẽ tiến hành nhấc cả cái động cơ này xuống. Đây là cái gỗ động cơ bạn này. Đây. À, có thể tháo ra nhìn mới biết này. Con này dầu mỡ rất là nhiều, bám rất là nhiều bẩn ở đây. Dầu mỡ rồi đất đá nữa, rất là nhiều. Đây còn cái ống dầu. Còn ống dầu. Còn một cái ống dầu này nè. Đây. Đây là một quá trình đại tu hồi sinh cho em Zanma Vio này. Trước thì anh em có thể để ý rằng là còn sạch, nhưng mà mặt sau này mới khủng khiếp này. Ấy, trời ơi,
quá dã man chưa này. Bơm thì sẽ được tháo sau, ngăn kéo kia thì cũng sẽ được tháo và xử lý sau. Quá kinh khủng luôn. Phải nói là con này kéo từ khi mua máy về đến giờ chưa dọn dẹp gì cả. Đấy. Quá kinh khủng luôn, nó phải tầm 15 phân đất ở đây. 15 phân đất trộn lẫn dầu mỡ nằm ở đây này. Đấy. Đấy, tháo phải tháo tung ra mới nhìn được nó này. Cái này thì sẽ được vệ sinh và rửa ráy, sau đó mới tháo tiếp đến cái phần tiếp theo. Kinh, quá kinh khủng luôn. Đấy, phần này là bên phần của két nước này, bơm veo ở đây. Đấy, trục trung tâm con này nó nằm ở giữa này nên là con này tháo trục trung tâm cũng rất là khó. Quá kinh khủng khiếp luôn. Anh em có thể để ý là đây, nó dày như thế này mà. Đấy, cái này phải trải qua rất là nhiều năm mới được như vậy. Đây là xem động cơ. Đây. Động cơ. Quá khủng khiếp này. Mặt trong này. Đấy, động cơ bây giờ thì sẽ đẹp xịt sơ qua một chút xíu để cho nó sạch, để mang vào kia mới có thể bổ máy ra được. Quá khiếp. Một quả động cơ kinh khủng luôn các bạn ạ. Đây. Sau khi đã rửa ráy sạch sẽ cái phần động cơ, khúc này bác thợ sẽ tiến hành vệ sinh trên cái phần sàn này các bạn này. Thật sự nhìn đây quá dã man. Anh đã gặp trường hợp này bao giờ chưa anh? Chưa bao giờ gặp trường hợp này à? Bây giờ thấy máy nào này. Quá khủng khiếp bạn, chưa bao giờ luôn. Đây quá kinh khủng, đây phải đến nỗi những cái két thủy lực này. Két thủy lực con này bé bé anh? Két dầu đúng không? Đấy, mà sâu này nó bám chặt như thế này không còn lỗ thở thì các bạn bảo làm sao mà nó giải nhiệt được đúng không? Đấy, chưa kể thì đó sàn sườn này. Ờ. Quá kinh khủng. Con này thì trước mắt là sẽ bổ động cơ này, rồi kiểm tra bơm này, kiểm tra ngăn kéo này. Đấy, rất là nhiều thứ, gần như là đại tu toàn bộ thôi. Có mỗi phần gầm bệ cầu xích ắc yết thì không làm thôi, làm luôn cả phần ắc yết cầu xích thì con này là được đại tu như mới luôn. Ôi giời, được cái nhẫn vàng này các bạn này. Nhẫn vàng đấy, nhẫn vàng đấy, bộ máy ra lời được cái nhẫn vàng rồi. Hồi sinh em nó từng tí một. Mai mốt về chủ đéo nhận ra. Đấy, sửa sang đẹp đẽ sạch sẽ quá chủ lại không nhận ra. Giống máy tàu. Quá kinh khủng khiếp. Cái này nó két quá lâu rồi nhỉ. Dầu nó ra đây, nó nóng nó cháy. Dầu nó nóng nó cháy xong bắt đầu là nó lẫn bụi bẩn vào đúng không? Anh. Đúng rồi. Máy mà nó khô thì chẳng vấn đề. Lắp đi. Người ta có nghề róc xương, còn đây thì có nghề lóc gì? Lóc đất. Lóc đất. Đấy, 500 ngày đấy, làm cái nhanh tay tay lên anh ơi. Trục trung tâm con này bé quá nhỉ? Tháo này tháo trục tâm dễ này. Dễ đúng không?
Đấy, vậy nên là lần sau anh em nào muốn sửa trục trung tâm thay phớt thì cứ tháo như thế này ra là tháo trung tâm nó dễ nhá. Đấy, việc nào dễ thì mình làm trước. Phần động cơ của con Zanma VO 35 này đã được nhấc xuống đất chờ xử lý. Vì con này nó quá bẩn và quá nhiều đất nên các bác thợ phải rửa ráy rất là nhiều lần mới được như thế này. Lúc nó kéo về và lúc bây giờ sau khi rửa xong, các bạn có thể thấy nó khác nhau một trời một vực đúng không? Con này thì đại tu toàn bộ nên là sẽ được xử lý từng phần một khác nhau. Mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn từng phần một ở trong các video lần tiếp theo nhé. Video của mình ngày hôm nay thì cũng xin được phép kết thúc tại đây thôi. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.